Bài Càn, với vẻ đẹp tĩnh lặng hiếm thấy, được ví như hòn ngọc của nước Nga, là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, chứa khoảng 20% trữ lượng nước ngọt trên toàn cầu, tức đủ dùng cho cả nhân loại trong vòng 40 năm. Mênh mông và kỳ vĩ, hồ Baikal được xem là viên ngọc xanh của vùng Siberia, một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất của nước Nga. Phần lớn nghiên cứu cho rằng, hồ Baikal đã được hình thành từ khoảng 25 đến 30 triệu năm trước. Baikal hoang sơ, ẩn chứa nhiều điều ít người biết đến, nên thu hút rất nhiều du khách đam mê khám phá. Ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy hồ, những bí ẩn vẫn luôn khiến giới khoa học lưu tâm như Niji của hồ Baikal, Baikal Gen, kính viễn vọng Baikal để săn những hạt ma. Nhưng trong đó đặc biệt nhất là câu chuyện kho báu khổng lồ được cho là vẫn nằm yên hàng trăm năm dưới đáy hồ Baikal. Người ta truyền tay nhau rằng vào năm 1917, khi Sa Hoàng Nicholas II lâm nguy, các thế lực phong kiến cũ cố gắng thu gom vàng bạc châu báu để di cư sang phía Tây. Khi đi qua hồ Baikal, họ đụng độ kẻ thù truy đuổi nên đã buộc phải bỏ lại tổng cộng 1.600 tấn vàng để chúng chìm thẳng xuống đáy hồ Baikal. Tuy nhiên, cũng có giả thuyết cho rằng số vàng trên do chính Sa Hoàng Nicholas II sưu tập và sở hữu. Vì không muốn triều đại của mình sụp đổ, ông chủ đích ra lệnh chuyển 1.600 tấn vàng trong kho đi cất giấu và trong tương lai kỳ vọng có thể giành lại được những thứ thuộc về mình. Trên đường vận chuyển để giấu chúng ở một nơi khác, đoàn tùy tùng đi qua hồ Baikal nhưng băng bất ngờ tan chảy. Do hồ quá rộng và không thể thoát kịp, toàn bộ 1.600 tấn vàng và đội quân hộ tống đều chìm xuống đáy hồ. Kho báu khổng lồ được cho là vẫn nằm yên hàng trăm năm dưới đáy hồ Baikal. Câu hỏi đặt ra là tại sao không một ai trục vớt số vàng này sau từng ấy năm? Theo các chuyên gia, nguyên nhân được cho là đến từ ba yếu tố. Thứ nhất, không ai biết chính xác vị trí số vàng này. Việc tìm kiếm trong vô định chẳng khác mò kim đáy bể, và kể cả có vị trí chính xác cũng không ai đảm bảo được rằng số vàng này còn tồn tại. Vào năm 2015, theo người dân quanh vùng phát hiện, điểm sâu nhất của hồ Baikal có thể lên tới 1.637 mét và tổng dung tích của hồ vượt quá 2.36 tỷ mét khối. Để các đơn vị cá nhân đầu tư trục vớt, các nỗ lực gần như là không thể. 1.642 mét là độ sâu nhất của hồ này. Đấy là đo được từ thời Xô Viết, sau này các chuyên gia nghiên cứu đo đạc lại là 1.637 mét. Điểm sâu nhất nằm phía đảo Okhon và tiến lên trên hướng Bắc, bà Natalia Khadadosheva, hướng dẫn viên du lịch hồ Baikal cho biết. Thứ hai, công cuộc tìm kiếm dưới đáy Baikal rất nguy hiểm, bởi hồ nằm ở điểm giao nhau của các vành đai địa chấn. Theo dữ liệu cho thấy, cứ khoảng 10 năm lại có các trận động đất có cường độ khoảng 6 độ Richter và khoảng 30 năm sẽ có các trận động đất thảm khốc khoảng 9 độ Richter. Một số đã được ghi lại trong lịch sử, trong đó, vào năm 1960, một trận động đất mạnh tới 9.5 độ Richter xảy ra ở hồ Baikal và gây ảnh hưởng tới toàn bộ cấu trúc địa chất và mực nước của hồ. Thứ ba, giả dụ có tìm thấy vàng thật trong quá trình trục vớt thật, tài sản khổng lồ này sẽ thuộc về ai? Vào năm 1996, hồ Baikal đã được chọn là di sản thiên nhiên thế giới. Từ góc độ này, nó dường như thuộc về tất cả mọi người và của cả nhân loại. Không ai có thể đưa ra một tuyên bố chính xác rằng toàn bộ hồ sẽ thuộc về một tổ chức hay cá nhân nào. Bên cạnh đó, khi cân nhắc đến vấn đề liệu có thể truy tìm 1.600 tấn vàng từ đáy hồ, vấn đề liên quan đến yếu tố tự nhiên được suy xét. Toàn bộ diện tích hồ Baikal là một chuỗi sinh học tự nhiên. Đối với động vật dưới nước, đây là thế giới hoàn chỉnh và vì vậy, không nên có bất kỳ tác động nào từ con người. Bất chấp độ sâu đáng kinh ngạc, nước hồ Baikal có hàm lượng oxy cao, có nghĩa là các sinh vật phát triển mạnh ở mọi độ sâu trong hồ. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật và nhiều loài trong số đó không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Chẳng hạn như hải cẩu Baikal, Pusa Sibirica. Baikal Gen, hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy ở nước Nga. Vào mùa đông, mặt hồ Baikal không chỉ đóng băng, tạo thành một tấm gương sáng loáng, mà còn xuất hiện một cảnh tượng hiếm thấy được gọi là Baikal Gen. Baikal Gen là một hiện tượng tự nhiên khi những viên đá cuội nằm thăng bằng trên những trụ băng rất nhỏ trên mặt hồ đóng băng. Những viên đá cuội này chỉ cách mặt hồ vài cm, trông có vẻ lung lay dễ đổ, nhưng lại không rơi xuống. Hiện tượng này trông như nhân tạo nhưng lại hoàn toàn tự nhiên, chỉ xảy ra ở hồ Baikal vào mùa đông trong một số điều kiện nhất định. Hiện vẫn chưa rõ hiện tượng này liệu có xảy ra ở các hồ khác hay không. Các nhà khoa học đã nghiên cứu hiện tượng hiếm gặp này nhiều năm qua nhưng vẫn chưa thể tìm được lời giải thích, nhận được sự đồng tình thống nhất của mọi người. Có người cho rằng Baikal Gen xảy ra
là vì những viên đá cuội nằm trên mặt hồ đóng băng, chịu sức nóng do ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cho lớp băng bên dưới bắt đầu tan ra. Tuy nhiên, nhiệt lượng không phải là nguyên nhân duy nhất tạo nên hiện tượng này. Nếu vì lý do này thì lớp băng bên dưới những viên đá cuội sẽ tan đều chứ không để sót lại trụ băng nho nhỏ giữ cho viên đá thăng bằng. Những cơn gió lớn đôi khi xuất hiện ở hồ Baikal có lẽ cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong hiện tượng hiếm thấy này, vì gió ngăn không cho trụ băng tan. Khi phần lớn băng bên dưới những viên đá cuội đều tan và hình thành mặt lõm, thì trụ băng ở trung tâm vẫn còn sót lại để giữ cho viên đá thăng bằng. Vì sao lại có những viên đá cuội xuất hiện trên mặt hồ? Một nhiếp ảnh gia người Nga từng chụp ảnh Baikal Gen ở hồ Baikal cho biết, những viên đá cuội bị gió thổi bay xuống mặt hồ đóng băng và cuối cùng bị đóng băng ở vị trí mà chúng rơi xuống. Dưới lòng hồ sâu nhất thế giới, kính viễn vọng Baikal được lắp ráp để săn hạt ma. Một quả cầu thủy tinh có kích thước bằng một quả bóng bãi biển rơi xuống một lỗ trên băng và rơi xuống một sợi cáp kim loại xuống đáy hồ sâu, rồi một cái khác và một cái khác. Những quả cầu phát hiện ánh sáng này sẽ nằm lơ lửng ở độ sâu tối như mực ở 4.000 feet bên dưới bề mặt. Sợi cáp mang chúng chứa 36 quả cầu như vậy, cách nhau 50 feet. Có 64 dây cáp như vậy được giữ cố định bằng neo và phao cách 2 dặm ngoài khơi bờ biển lởm chởm phía nam của hồ Baikal ở Siberia. Đây là kính viễn vọng lớn nhất thuộc loại này ở Bắc Bán Cầu, được chế tạo để khám phá các lỗ đen, các thiên hà xa xôi và tàn dư của các ngôi sao đã phát nổ. Hoạt động của nó là tìm kiếm neutrino, các hạt vũ trụ nhỏ đến mức hàng nghìn tỷ đi qua mỗi chúng ta mỗi giây. Các nhà khoa học tin rằng, giá như chúng ta có thể học cách đọc những thông điệp mà chúng mang lại, thì chúng ta có thể lập biểu đồ vũ trụ và lịch sử của nó theo những cách mà chúng ta chưa thể hiểu hết được. Grigory Vedomogatsky, 80 tuổi, nhà vật lý người Nga, người đã lãnh đạo nhiệm vụ chế tạo kính viễn vọng dưới nước này trong 40 năm, cho biết, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội đặt bất kỳ câu hỏi nào cho tự nhiên. Ngừng một chút, anh ấy nói thêm, bạn không bao giờ biết mình sẽ nhận được câu trả lời nào. Kính viễn vọng Baikal nhìn xuống qua toàn bộ hành tinh ra phía bên kia, về phía trung tâm thiên hà của chúng ta và xa hơn nữa, về cơ bản sử dụng trái đất như một cái sàng khổng lồ. Phần lớn, các hạt lớn hơn va vào phía đối diện của hành tinh cuối cùng và chạm với các nguyên tử. Nhưng hầu hết tất cả neutrino, 100 tỷ neutrino trong số đó, đi qua đầu ngón tay của bạn mỗi giây về cơ bản tiếp tục trên một đường thẳng. Tuy nhiên, khi một hạt neutrino cực kỳ hiếm gặp va chạm với một hạt nhân nguyên tử trong nước, nó tạo ra một hình nón ánh sáng xanh gọi là bức xạ Cherenkov. Các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi về niên đại của hồ Baikal. Theo lý thuyết chính, hồ nước này đã tồn tại khoảng 25 đến 35 triệu năm, nhưng một số chuyên gia lại tính toán nó chừng 150.000 năm và 8.000 năm tuổi. Được biết, con người bắt đầu sống xung quanh hồ này từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Mặc dù xuất thân từ những dân tộc khác nhau, nhưng họ đều gọi hồ nước bằng những cái tên khá giống nhau. Bai trong nhiều ngôn ngữ có nghĩa là tuyệt vời, to lớn. Trong tiếng của người Beriat, Baigandalai có nghĩa là khối nước lớn giống như biển. Trong tiếng Yakut, Baihan, Vechel có nghĩa là vùng nước sâu lớn. Một truyền thuyết khác cho rằng hồ Baikal được hình thành trên một ngọn núi lửa và tên của nó có nghĩa là đứng trên lửa. Sinh vật đáng yêu được nhắc nhiều ở hồ Baikal là hải cẩu Pusa Sibirica. Nhưng tồn tại song song đó là câu chuyện về sinh vật đáng sợ khác. Tương tự hồ Loch Ness ở Scotland, Baikal cũng gắn liền một con quái vật Nessie của riêng mình, và đó thực sự là một câu chuyện đáng sợ. Truyền thuyết kể rằng một con rồng nước trú ngụ ở vịnh Mukhoski, nơi ấm nhất của hồ nước này, và thường xuyên kéo ngư dân xuống dưới nước. Một số người cho rằng nó giống như một con cá tầm khổng lồ với bộ mặt xấu xí. Nhiều người lại khẳng định nó là một con quái vật thằn lằn, có móng vuốt và gai nhọn chạy dọc lưng, trong khi những người khác tin rằng con quái vật này trông giống như một loài cá sấu cổ đại. Cách đây vài thế kỷ, người dân bản địa vẫn cúng tế lông thú, đồ trang sức và thức ăn, thậm chí cả máu để quái vật không nổi giận. Trên thực tế, vào thập niên 1980, các nhà nghiên cứu Liên Xô đã phát hiện được một vật thể chuyển động dài khoảng 30 mét trong lòng hồ Baikal bằng thiết bị định vị bằng tiếng vang, nhưng họ không thể xác định rõ nó là thứ gì. Những người đam mê săn lùng quái vật Nga và nước ngoài hiện vẫn tìm lời giải cho bí ẩn trên. Tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tìm hiểu hồ Baikal.